Ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã để ngỏ khả năng xem xét lại mọi thỏa thuận song phương với Anh vì cho rằng London đã không tôn trọng cam kết trong vấn đề đánh bắt cá theo thỏa thuận Brexit. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Castex nhấn mạnh Anh đã liên tục đưa ra những điều kiện mới và trì hoãn cấp giấy phép liên quan đến quyền đánh bắt cá. Theo ông, đây là điều không thể chấp nhận được. Thủ tướng Pháp đã yêu cầu Ủy ban châu Âu có lập trường cứng rắn hơn trong tranh chấp giữa Pháp và Anh. Thậm chí, Pháp có thể sẽ đưa vấn đề lên hội đồng trọng tài để buộc Anh giữ cam kết. Nếu cần thiết, Pháp sẽ xem xét lại mọi thỏa thuận song phương với Anh. Hôm 28 tháng 9, Anh đã từ chối 3 trên 4 số đơn xin cấp phép đánh bắt cá của tàu cá Pháp muốn tiếp cận vùng biển Anh. Paris đã gọi động thái này là trò chơi chính trị, cho rằng London đang từ chối triển khai thỏa thuận Brexit. Đọc lại đoạn cuối. Hôm 28 tháng 9, Anh đã từ chối 3 phần 4 số đơn xin cấp phép đánh bắt cá của tàu cá Pháp muốn tiếp cận vùng biển Anh paris đã gọi động thái này là trò chơi chính trị cho rằng london đang từ chối triển khai thỏa thuận brexit